Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Jack in Journal. Mình là Jack. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một món cocktail mang tên là Coupe Reviver No. 2. Các bạn có thể thấy là setup đèn ngày hôm nay nó hơi khác một xíu ha. Tại vì thật ra là ngày hôm nay thì mình hơi bận một xíu và mình tranh thủ cái khoảng thời gian giữa hai cái giờ dạy á, thì mình quay video cho mọi người và nó sẽ không có chỉnh sửa đầy đủ như là những cái video trước đây mà Jack làm. Tại vì mình muốn giữ cái nhịp độ mà boss video của mình á. Tại vì thật ra là khi mà làm một cái video thì nó sẽ khá là tốn thời gian, ví dụ như mình sẽ chỉnh sửa nè, rồi cắt ghép nè, rồi xong rồi thêm chữ đồ này kia kiểu vô. Nhưng mà có những cái hôm thì mình không có thời gian để mình làm những cái chuyện đó, thì Jack đang nghĩ là mình sẽ làm những cái video kiểu này. Nó vẫn sẽ là những cái công thức pha cocktail, chỉ là cái hình thức về nó thì nó hơi khác một xíu thôi. Còn nếu mà có vấn đề gì thì các bạn cảm thấy như thế nào thì các bạn comment cho Jack biết nha. Rồi ok, nói về món này á, thì món này là một trong những món cocktail lâu đời nhất. Nó được tạo ra vào khoảng như năm 1870, và vào khoảng năm 1871 thì cái công thức nó được viết ra là 1/2 của brandy, 1/2 của maraschino liqueur là rượu mùi maraschino, và 2 dash của Booker bitter. Nhưng mà nó chưa thực sự nổi tiếng đến năm 1930, khi mà hai công thức của món này được in trong sổ công cuốn Savoy Cocktail Book của Harry Crackdor, thì nó mới thực sự là rất nổi tiếng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái công thức thứ hai của cái họ Coupe Reviver. Ok, nhớ nhấn like, share và subscribe nha. Rồi, bắt đầu luôn nha mọi người. Thì mình cái thành phần của mình đầu tiên mình sẽ cần là một cái absinthe, thì mình sẽ tráng cái miệng ly bằng absinthe nha các bạn. Rồi. Rồi mình sẽ tráng ly bằng absinthe. Rồi sau đó thì mình sẽ ướp ly luôn nha. Rồi và mình sẽ lắc món cocktail này cho nên mình sẽ ướp sạch luôn nha. Rồi công thức của món này thì nó khá là đơn giản. Nó gồm có equal part giữa các thành phần. Một là gin, hai là lila, nó đọc là lila chứ không phải lilac. Thì đây là một dạng rượu vang khai vị của một dạng rượu khai vị của Pháp. Cái mùi của nó khá là thơm, và thông thường thì cái mùi của nó khá là thơm, nó giống như kiểu rượu vang vậy các bạn. Rồi đầu tiên mình sẽ cho vào đây là 22.5 ml của gin nha. Sau đó là 22.5 ml của Lila của Blanca. Lila Blanc, tại vì chai này nó có cái rosé nữa. Tiếp theo là 22.5 ml của Orange Liqueur là rượu mùi cam. Mình sẽ xài Control nha. Và cuối cùng là 22.5 ml của Lemon Juice. Rồi, easy. Thử nha. Ok. Có vẻ hơi chua một xíu. Tức là mình sẽ cho một ít sugar syrup vào. Một ít thôi, tại vì mình không muốn phá cái món này. Tại vì chanh của Việt Nam của mình thì sẽ hơi chua một xíu, còn cái công thức mà mình áp dụng, công thức mà Jack áp dụng thì nó là của thế giới, cho nên là mình cần phải thêm một xíu để cho nó không bị quá chua, nó khó uống quá. Rồi, bỏ đá vào nha các bạn. Rồi, lắc lên thôi. Rồi, ngon quá, cái này mình sẽ đổ ra nha. Tại sao mình không đổ trực tiếp vô trong cái thùng đá? Tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái thùng đá. Rồi, double strain jelly thôi. Có mồi cả absinthe.
Rồi, và mình sẽ trang lại trang trí bằng một chút cherry nha các bạn. Trái cherry. Các bạn có thể thả trực tiếp vào trong trong ly luôn cũng được, hoặc các bạn xiên qua. Rồi. Gác lên đây thôi. Nice. Rồi. Và đây là món Coops Reviver number 2. Ok, mình thử luôn nha. Tại giờ không có chuyển cảnh cho nên là mình sẽ thử luôn. Cái mùi của ly là thơm. Mùi của gin hòa với mùi của gin và mùi của cam. Một xíu cái absinthe hả? Hơi chua. Lần sau mình sẽ bớt cái chanh lại, có thể là 15 thôi. Nếu mà 22,5 thì theo công thức quốc tế thì 22,5 thì nó hơi bị chua một xíu. Nhưng mà mình nghĩ là mấy bạn quốc tế sẽ thích cái kiểu chua này. Đầu tiên là cái mùi của lila trước. Sau đó là cái mùi của cam. Cuối cùng là cái nền chính đó là cái mùi của gin. Khá là thơm. Và sẽ hơi có một xíu cái mùi tiểu hồi của absinthe, nhưng mà không quá nhiều. Nó hơi có nó hơi chua, nhưng mà thật ra là uống nãy giờ thì cảm thấy là cũng hợp lý chứ không phải là bị quá chua. Và mình cảm thấy là cái món này nó cũng khá ok dành cho những bạn nào mà kiểu như thích mùi rượu gin và thích mùi kiểu của rượu vang một xíu thì nó sẽ hợp lý. Và mà đây là món Reviver number 2. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chú ý theo dõi. Các bạn thấy sao về video kiểu này thì nhớ comment cho mình biết nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.